Với chức năng rất đặc biệt là các video khi xe dừng đổ được lưu riêng để dễ dàng kiểm soát số lượng hành khách lên xuống xe, cũng như việc giao nhận hàng hóa trong quá trình xe chạy một cách nhanh chóng do không cần phải xem lại toàn bộ lộ trình. Xin chào các bạn. Tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng hệ thống camera giám sát xe của công ty trách nhiệm hữu hạn TTS. Đầu tiên các bạn vô trang web là cameraxe.net. Các bạn sẽ có giao diện như thế này. Ở trên màn hình các bạn thấy là đây là tải xuống cho Windows, tức là phần mềm để mình giám sát camera trên máy tính Windows ha. Đây là tải xuống phần mềm cho iOS, là cho iPhone và iPad. Phần này là tải xuống cho điện thoại Android như Samsung, Oppo. Phân tích phát lại là phần tải về phần mềm để xem các video mà chúng ta đã download về trước đó. Rồi giờ vô phần chính, các bạn sẽ nhập tên đăng nhập vào đây. Ở đây là demo. Rồi mật khẩu và nhập mã captcha. Rồi nhấp vào đăng nhập. Rồi tại màn hình đăng nhập, trước tiên mình xin hướng dẫn các bạn xem giám sát thời gian thực, là giám sát trực tuyến theo thời gian thực các bạn nha. Rồi các bạn click vào mấy dấu cộng như thế này. Rồi khi các bạn muốn xem một xe thì các bạn nhấp vào biển số xe đó. Muốn phóng lớn một camera, các bạn click vô nó. Nếu muốn xem nhiều camera hơn, các bạn có thể mở nhiều khung cửa sổ hơn ha. Chúng ta có thể xem nhiều khung cửa sổ hơn. Khi mà chúng ta xem camera thì dung lượng SIM sẽ bị tiêu tốn theo số lượng camera chúng ta xem, nên là những cái camera nào mà không cần thì các bạn nên tắt bớt để đỡ tốn dung lượng SIM các bạn nha. Rồi các bạn cũng có thể tắt tất cả các camera ở đây, dừng tất cả các video, là khi tất cả các video đang phát sẽ được dừng. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần phát lại, tức là các bạn xem lại các video trong quá khứ. Ở đây dùng mục này để chọn xe. Ở đây tôi chọn xe này. Rồi chọn ngày để phát lại, hôm nay là ngày 17 thì tôi chọn ngày 15 các bạn nhé. Ngày 15 và nhấp vào tìm kiếm. Ở đây video được lưu khi xe dừng thì màu đỏ, khi xe chạy thì màu xanh. Mục đích là để cho các bạn muốn xem lại đưa đón khách hoặc là lên xuống hàng hóa, các bạn chỉ nhấp vào báo động đây, các bạn tìm kiếm. Các video xe chạy sẽ được ẩn đi, chỉ còn lại các video khi xe dừng, để các bạn có thể đếm hành khách hoặc là lên xuống hàng hóa được dễ dàng. Nhấp vào tập tin để xem lại các file video. Ở đây tôi sẽ chọn một cái video ở đây. Nhấn xác nhận. Chúng ta quan sát xem khi xe dừng tài xế đang làm gì nha. Chúng ta có thể nhấn vào đây để xem với tốc độ cao hơn. Rồi tiếp tục mình xem một cái video vào buổi sáng. Đây,
xem tập được em. Xem thêm một video buổi sáng nữa đi. Bung video lớn ra được ha các bạn nha. Cũng có thể xem nhanh được. Rồi, việc lưu video khi xây dựng này giúp cho nhà xe tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhân sự để đếm hành khách lên xuống cũng như là hàng hóa lên xuống. Phần báo cáo thì tùy theo mỗi doanh nghiệp chúng ta có cần những cái loại báo cáo khác nhau. Ở đây chúng tôi có rất là nhiều loại báo cáo. Các báo cáo này chúng tôi sẽ hướng dẫn trong video tiếp theo. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn TTAS, số điện thoại 1900 636792. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.